TF6631A. Thưa đây, thưa các bạn, đây là sản xuất được nhập đấy từ Malaysia. Đấy. Hôm nay là tôi xin mở hộp để đây là nguyên bản hộp của chiếc lắp điện tử. Các bạn, đây là nguyên bản hộp. Đây là nhấc lên. Đó là chỉ đằng được phụ kiện. Đây là các phụ kiện. Và đây là giấy. Giấy hướng dẫn sử dụng là tem bảo hành này. Đây là các lô của lắp rửa. Đây là nguyên đoạn của lắp rửa CTF-6631A. Nếu khi sử dụng, khi lắp đặt, chúng ta sẽ bỏ cái này ra. Thực ra thì rất nhiều người thắc mắc và lo lắng là cái này lắp đặt là phức tạp, nhưng mà thưa các bạn, không hề phức tạp thế nào. Đây là chỉ dây điện và dây cấp. Chúng ta chỉ có đường nước cấp đến để lắp cho chiếc lắp này. Đây là đường cấp điện nước. Và đây là dây điện nguồn. Khi chúng ta cắm vào và nước vào và đồng thời chúng ta sử dụng. Hoàn toàn rất là đơn giản. Còn thêm có các nút nối để khi lắp để nối vào cho cái bồn rửa này. Ở đây. Rất đơn giản. Và đây là cái lắp rửa bồn rửa. Cái cá bắt để giữ cho cái thân bồn cầu. Đây. Các bạn. Đây, lắp đặt thì nó cũng rất là đơn giản. Thực ra khi chúng ta lắp vào xong rồi thì cái có cái ngàm ở đây. Chúng ta chỉ cần đẩy cái nắp vào. Thưa các bạn, đây. Có cái móc ở đây, chúng ta chỉ cần đẩy vào là sử dụng được thôi, không có gì cả, rất là đơn giản. Điều khiển cái này không có điều khiển à, cái này bấm trực tiếp lên trên này thôi. Đây là cái thực tập thử.